Sao cái tiền rút về PayPal mà tiền này là tiền Ogo nha các bạn. 1 đô của thằng USD thì khoảng có 22 23 ngàn, còn 1 đô của thằng 1 đô la của thằng Băng Anh này thì tới 26 27 ngàn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ các bạn click chiếc phần link mô tả của mình thì ra giao diện gì mình hướng dẫn các bạn đăng ký và chơi nha các bạn. Chỉ việc kiếm chuối thôi. Đầu tiên thì chưa có tài khoản các bạn bấm vào nút sign up nha các bạn. Sign up, các bạn đăng ký giùm cho mình một cái tài khoản chưa để lót. Chờ chút nha mọi người. Kèo này các bạn nào xuyên xuyên thì nếu biết chết app thì này nọ đồ kiếm khoảng ngày 5 5 đô được. Rồi, chọn tài khoản các bạn. Bạn nào có chép thì nhớ đừng có chép ghi cái điện thoại các bạn, đừng có chép mà trùng máy các bạn, nó bắt nó phát hiện đi là rút tiền gì không có được nha các bạn. Bạn chờ chút nha, chờ lót các bạn. Vô đăng ký với bạn các bạn ơi. Rồi, sau khi gì các bạn chọn vào giới tính của bạn. Nam thì Mali, nữ phi Mali, mình nam mình chọn Mali nha các bạn. Rồi các bạn ghi họ tên của mình vô các bạn. Một trên nè. Ok. Các bạn ghi tên không dấu nha các bạn. Chưa các bạn ơi. Tin ảnh. Rồi. Chọn nam nghe, nam chọn nam, nữ nữ các bạn, nhập tên cho anh hùng của bạn. Anh 1991. Anh 11 đi. Rồi. Rồi các bạn nhớ ghi tên không dấu và có số nha các bạn. Rồi các bạn chọn nam vô rồi. Rồi các bạn bấm nút gỡ đi nha các bạn. Cái gì bẹt à? Các bạn chờ chút nha các bạn. Thành công chưa? Thành công chưa? Thành công chưa? Rồi, như vậy mình đã thông rồi các bạn. Sau khi các bạn thành công rồi, các bạn vào nút click go nha các bạn. Đây. Các bạn thành công đăng ký thành công, các bạn bấm vào nút phục quà nè. Ủa chưa các bạn ơi, các bạn vô đây là nó có hướng dẫn các bạn đó, các bạn vô chơi các bạn. Rồi sau khi các bạn vô thì đâu có chuối đâu, cái gì các bạn chỉ về kiếm chuối các bạn. Các bạn bấm tiếp nút màu xanh xanh nha các bạn. Rồi các bạn nhập mã giới thiệu vô nha các bạn. Rồi sau khi đăng ký thành công các bạn được 50 chuối nha các bạn. Rồi cái này là thử cái này gì điểm danh hay gì, nhấp theo nó thôi. Vì tiếng Anh không mà các bạn ơi, mình cũng chẳng đi. Rồi bấm nét nha các bạn. Kèo này rất ngon nha các bạn. Rồi nhận được 100 chuối. Vô mà điểm danh là được 50 chuối nữa các bạn. Rồi bấm let go nữa các bạn. Các bạn cứ bấm nút màu xanh xanh nha các bạn. Là mình được 100 chuối rồi đó. Các bạn chia sẻ một ghép thì khoảng được 50 chuối tương đương. Rồi nha các bạn, sau khi mình mới đăng ký tài khoản thì được 100 chuối nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn kiếm tiền nha các bạn. Vì cái video của mình hơi cắt cái phần không có được suôn sẻ, mong các bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái phần muốn rút tiền phô, mình giờ chỉ các bạn rút tiền một chi chuối nha các bạn. Các bạn múc vào cái một chi chuối nha. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Lướt xuống hoài nè. Nè các bạn rút về PayPal nha các bạn. Các bạn rút về PayPal là vào ngày sau ngày 15 nha các bạn.
là thanh toán cho các bạn nha. Các bạn bắt địa chỉ mail và nhập tôi trên 18 tuổi là rút tiền nha các bạn. Rồi mình sẽ qua review tiếp một cái trò chơi các bạn, thu nhập chuối xếp hạng chuối của bạn. Rồi các bạn qua một trò chơi nha các bạn, mình hướng dẫn các bạn kiếm điểm nha các bạn. Kiếm 2.500 chuối lực của khoảng là được 5 đô nha các bạn. Rồi các bạn kiếm copy link chia sẻ cho các bạn bè nha các bạn. Rồi nha các bạn nhớ nhấp vào cái mục thứ hai là cái mục thu thập chuối nha các bạn. Tại cái mạng của mình nó bị lag quá, mình làm video hơi gườm gà cắt bỏ các bạn. Rồi các bạn cái mã code của mình để dưới phần mô tả đó các bạn. Bạn nhập vô bạn nhận được 100 chuối nha các bạn. Nay khuyến mãi được hổm có 50 à. Thì cái con quét này rút tiền thì khỏi nói đi các bạn ơi, uy tín 100%. Giờ được khuyến mãi hổm có cho 50 à, giờ cho 100. Mình mấy review cho các bạn nè, rồi các bạn vô nhiệm vụ trò chơi nè, các bạn mua chuối nè, các bạn tải game nè tùm lum nha các bạn. Nè, bạn nào muốn chơi trên ứng dụng thì các bạn tải ứng dụng này về nha các bạn. Ứng dụng này thì mình không mất thời gian nên mình không có tải các bạn. Rồi mình để qua bên game cho các bạn review cho các bạn kiếm tiền thêm. Các bạn vô một trò chơi nè các bạn. Mấy mình lo chậm quá các bạn ơi. Này nó dây bẹt à các bạn ơi. Game sao nó lâu quá ta. Rồi các bạn vô đây nè, các bạn vô một chỗ chuối nè các bạn. Kiếm điểm nè các bạn. Bạn nhấp vào nha. Để cho lót. Rồi các bạn chỉ việc chơi chuối thôi. Vô đây nó có hướng dẫn bạn kiếm điểm nè. Vô đây mình quýt game thế kìa. Quýt game kiếm 10 chuối thế kìa được không nha. Đó, cộng 10 chuối các bạn. Lót. Vô quýt game mà. Các bạn click vào cái phần một trò chơi, các bạn bấm vào nút tôi trên 18 tuổi nha các bạn. Rồi các bạn vô đây chỉ việc là chơi game các bạn. Get 5 chú thử báo, vô đây nhiệm vụ, gọi màn hình. Mình vô thử một trò chơi. Sao khó quá. Trời ơi trời, sao kỳ ta. Thôi rồi nha các bạn nhập cái phần bên phần thu thập chuối các bạn bấm vào một khu vui chơi nha các bạn. Nãy giờ mình tiếng Anh mình không biết đường, mình kiếm mới ra. Rồi các bạn vô đây việc kiếm chuối thôi các bạn ơi. Các bạn lướt xuống nha các bạn. Sao không có game chơi. Copy link chia sẻ. Rồi nha các bạn nhấp vào mục thứ hai thu thập chuối các bạn, gọi mình tìm gà nè các bạn. Các bạn vô đây chi việc chơi game các bạn. Đủ thứ game chứ nè. Chơi trò chơi được nè. 2048 nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục trò chơi này thử đi. Trò chơi bắn bong bóng đi. Chờ lót chút nha các bạn. Các bạn bấm vào chờ đến chút nữa các bạn, chỉ play game thôi nha các bạn. Và bấm vào nút play game nè, chờ lót chút nữa các bạn. Làm video này quá mất thời gian của các bạn nè. Get 50 boy and các bạn chỉ việc bắn bong bóng nha các bạn. Màu vàng bắn đây nè. Chết các bạn. Mình bắn dở quá các bạn ơi. Màu xanh mới bắn màu vàng theo vàng nha.
bằng công điểm nha các bạn. Này đù, mình dở cái này quá các bạn, mình nào giờ không có thích chơi game. Rồi các bạn vô đây chơi mà kiếm tiền nha các bạn. Bắn mẹ đi chúng chúng. Quá trời thì ghét. Gặp game. Giờ em gặp game em sợ hơn là gì nữa. Rồi. Sau khi các bạn bấm xong các bạn xem cho nó cái quảng cáo nha các bạn. Thôi mình ô thân đi, ra đi. Được. Rồi là mình ra cái nó cộng đó không? Vậy thôi nha các bạn, mình các bạn vô tự tìm hiểu, các bạn qua bên phòng game này mình chơi đó, rồi các bạn chơi và xem quảng cáo cho nó đi rồi nó sẽ trả tiền cho các bạn nha các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc, xin chúc các bạn kiếm thật là nhiều tiền trên một con quét này. Các bạn vô đây tự tìm hiểu nhiều mục kiếm tiền luôn nha các bạn. Nè xuống đây chơi game nữa các bạn, game nhóc kia nè. Các bạn nào thích chơi game nào thì vô chơi nha các bạn. Mình game này thì mình lạnh người. Chào tạm biệt mọi người.